chuyển coin token qua email hoặc số điện thoại trên sàn Binance. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn USDT. Mình sẽ vào USDT và chuyển cái này. Chọn vào ví, chọn vào root này. Ở đây mình sẽ chọn vào gửi qua email hoặc số điện thoại hoặc là ID. Ô thứ nhất, các bạn có thể gửi qua email hoặc gửi qua số điện thoại hoặc gửi qua ID. Mình sẽ chọn email. Ô thứ hai, nhập địa chỉ email người nhận. Ô thứ ba, nhập số lượng hoặc chọn tối đa. Ô cuối cùng để nguyên. Các bạn lưu ý gửi qua email, số điện thoại hoặc ID trên cái mạng lưới của sàn Binance hoàn toàn là miễn phí. Rồi, chọn gửi. Chọn tiếp. Tiếp. Xác minh. Giao dịch thành công. Các bạn đã chưa có tài khoản sàn Binance, hãy đăng ký theo mã giới thiệu trên màn hình để nhận khuyến mại.